Hôm nay đã qua rằm tháng giêng rồi các bạn ạ. Nói chung thì ở quê hương các tỉnh miền Bắc của mình bây giờ ấy, thì vẫn đang trong các lễ hội, hội làng, rồi hệ hội của tỉnh, những cái lễ hội truyền thống văn hóa của dân tộc. Chúng ta nếu là những cái con mà sinh ra ở các tỉnh miền Bắc ấy, thì cảm thấy là luôn luôn tự hào về những nét văn hóa truyền thống của quê hương mình. Thực sự ra thì như mình ấy thì rời xa quê hương vào các tỉnh miền Nam sống chẳng hạn ấy, thì ở trong này thì chủ yếu đi du lịch thôi. Những ngày Tết ấy thì ở trong này nó không có vui lắm. Ngày Tết thì không có những cái truyền thống đến anh em dòng họ hay là những chúc Tết thắm thiết như ở quê mình, mà chủ yếu là chuẩn bị tiền để mà những ngày Tết sau Tết xong thì đi du lịch. Và chữ gắn kết của làng quê nó không được sâu. Với miền Bắc mình thường thường có quan niệm tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Nên là những cái tháng giêng này thì các lễ hội đang diễn ra rất là nhiều và thật tuyệt vời các bạn ạ. Những cái lễ hội truyền thống văn hóa đó thì nó thật muốn lưu giữ lại, chứ ngày nay thì với con người ở thế hệ mà công nghệ như này thì con người dần dần như đang mất tình cảm đi rồi. Chúng ta sống thì như là mình sống ở thành phố này á, thì ngoài cái điện thoại ra về nhà thì chỉ có biết cầm cái điện thoại, kể cả con cái á, cha mẹ về giờ cứ mua cho con cái điện thoại là dí mắt được cái điện thoại không à. Và kể cả chúng ta ra ngoài cắn cà phê hay gì đó thì chúng ta cũng chỉ có uống cà phê nhưng mà vẫn cầm cái điện thoại để mà chơi game hay là vào Facebook, Zalo. Tức là chúng ta không có cái tình cảm như ngày xưa nữa. Nên những cái quan hệ truyền thống của dân tộc, những cái nét văn hóa truyền thống ấy thì thật là đáng quý. Và những làng quê của chúng ta có những cái hội làng, cũng cái hội văn hóa truyền thống đấy, thì chúng ta thật may mắn. Và quê hương đã nuôi lên những cái mầm sống, nuôi lên những cái nét văn hóa cũng như là những cái môi trường để chúng ta phát triển. Điều đó thật là tuyệt vời các bạn ạ. Và quê hương của mình đó là chính là quê hương Nam Định. Và làng quê mình cũng đang chuẩn bị đến hội làng. Rất là vui đó. Tiếc là mình năm nay không về được. Sau đây mình xin gửi tới bài hát Cô Đôi Thượng Ngàn, bài hát Chèo Văn. Ngọc Điền chốn Kim Môn, cô ra vào Ngọc Điền chốn Kim Môn. Danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong y trong cung. Xin thay một thuốc đôi ngàn bầu trời cảnh vật đi, phong y quang bốn mùa trên y bát ngát ni trăm hoa đua nở dưới cảnh bay cầm đố đua rơi. Chim bay vấp với mọi nơi, cá leo ngược nước nghi. Lượn đi bơi vẫy vùng nghi, trên như rừng tông nghi, gió rung như sao sát chưa đỉnh sườn non nghi. Đá vách treo leo dòng sông hương nghi, nước chảy trong veo. Thuyền xuôi người ngược nghi, có tiếng hò reo vang lừng nghi, nhìn đá núi mây tầng.
tầng cao thấp chiếc ngàn cỏ hoa tấm tóc màu xanh nghe. Càng nhìn nhiều đồi núi càng xinh, hoa khoe sắc thắm nhì. Đua tranh mọi màu, niềm thích thú một nẻ màu phong cảnh chỉ mùi cơm lam. Thịt nề tính chỗ cô chơi đồng đắng nghi. Chơi bốn mùa gió mát trăng dài nghe hoa thơm cảnh lạ hi. Mây màu ấm êm nhìn cảnh vật rừng xê máu cá giọt băng ra nghe măng nứa măng tre các bạn phiên đi đùng đỉnh ra về. Bài sai đô triều lục cung y nàng ngân nàng ngại vốn dòng sơn trang tinh nhi cô hay măng trúc măng ra nghe chiều quang sáng tỏ lưng trời màu xuân sắc tốt tươi rùm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa ngàn xanh lắm quả nhiều hoa cô đôi dạo gót vào ra thơm chiều chiếc nghĩ gùi mây nặng chiếu lưng đèo. Gùi mây lặng chiếu lưng đèo có tiên hay sao mi miều xinh tươi còn nhẹ dao quăng tôi góc bên người. Thank you.
ngày năm cho chi ngày mười là ngày chuyên chờ đồng đắc tiền bước đi nhanh nhanh kéo trở về chưa ăn hàng cho hết kẹo mua hàng xe loan thanh ra